Trận mưa từ đêm qua đến sáng nay, ngày 14 tháng 9, đã khiến hàng loạt tuyến đường từ ngoại thành vào trung tâm Hà Nội kẹt xe trên diện rộng. Mưa to hơn vào đúng giờ cao điểm đi làm, đi học nên càng thêm ùn tắc. Nhiều phụ huynh than phiền, không kịp đưa con tới trường. Sinh viên thì nói, đi xe buýt từ Hà Đông lên khu vực nhà hát lớn Hà Nội mất gần 2 tiếng đồng hồ. Gần như tất cả các ngã đường đều bị kẹt cứng trong mưa nặng hạt. Theo cơ quan khí tượng, đêm qua 13 tháng 9, ở khu vực Đông Bắc Bộ đã có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính đến 3 giờ sáng ngày 14 tháng 9 có nơi trên 100 mm. Dự báo ngày và đêm ngày 14 tháng 9, Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào, cục bộ có mưa to, trên 60 mm. Riêng khu vực Nam Sơn La, Hòa Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Cạn, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Lạng Sơn, Quảng Ninh và đồng bằng Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to, trên 120 mm.